tăng dừng rồi. Nghe ngỏi mà. Trời, hello anh em ha. Buổi chiều ấm áp. Nay shop phụ tùng 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn sẽ lên sóng một em. Một em CL50 màu xanh. Quay cho anh em xem. Đó, xanh này đọc cho anh em. Con xe này là máy 100. Phải đi qua đây đi quay một vòng quay cho anh em xem ha. Đã lâu lắm rồi mới được một con xe. Một con xe là đi là Phục Nova, ghi đông Nova để trước anh em ha. Cái này là Phục Nova nha. Đó, nhiều anh em dặn Phục Nova. Đó. Đây, quay cho anh em xem. Cái màu nó cũng tươi lắm anh em. Cái màu cũng tươi lắm. Đây. Quay cho anh em. Cái này là sơn lâu rồi nha, chứ không phải là sơn mới nha. Đây, quay cho anh em xem. Nhiều anh em dặn lắm cái form này, cái form ghi đông Nova này thì được nhiều anh em dặn lắm. Đó. Thì đầu tiên chúng ta quay ha, chi tiết cho anh em xem. Bình xăng lớn CL50 hàng mới nha, được shop vô hàng mới. Đây, quay cho anh em xem ha. Bình xăng lớn CL hàng mới, full mới 100% nha anh em. Từ cao su, chim, nắp xăng đều là hàng mới hết nha, đều là hàng mới hết nha. Yên là hàng mới luôn nha anh em ha. Yên là hàng mới luôn nha. Đó. Đây. Ra đằng sau. Cái màu tươi lắm nha. Cái màu xanh này nó tươi lắm. Đó. Đùm này đi đùm Sigurd nha, đùm Sigurd nha. Đùm to, đùm lớn nha anh em. Đùm lớn nha. Niền căm. Sáng chân căm Nova nha. Sáng chân căm Nova, phục sau thì đi phục sau trên L. Đó, đi phục sau CL anh em ha. Mới 100% nha. Anh em nhìn nha. Mới 100%. Đó, quay cho anh em xem. Câm là niền câm là đi niền câm Nova. Ha, con xe này giá dễ chơi thôi anh em. Con xe này giá dễ chơi ha. Được chủ xe. Xe này được chủ xe nó vô đồ sẵn rồi. Từ lốc. Xe này là máy 100 nha. Xe này là máy 100, được vô lốc rồi nha anh em. Đã vô lốc luôn rồi nha, đã vô lốc CD luôn rồi nha. Đó, máy 100, anh em nhìn ha. Quay vô gõ vô sườn bọng. Đó. Quay vô sườn bọng ha. Đẹp, còn nước sơn còn khá. Đó. Lên trên thì quay cho anh em xem ghi đông Nova ha, bàn thờ. Nói chung là nguyên cái combo này là của thằng Nova anh em ha. Đó, đây. Cầm Dovino. Để trước ha. Bắt đèn CNC. Đó, bắt đèn. Nói chung là cái combo này là hơi là nó mắc tiền lắm nha anh em. Cái combo Nova này mắc tiền lắm. Phục là phục Nova, phục Nova còn đẹp nha. Anh em nhìn vô ti nha. Khá là đẹp nha. Đó. Heo là heo quay ít. Đó. Điện câm sáng chân. Anh em nhìn nha. Niền câm còn sáng chân. Câm Nova, niền Thái nha, niền đẹp lắm anh em ơi, niền đẹp lắm. Xe đi cặp vỏ nhỏ. Đi cặp vỏ nhỏ ha, nên có xe nó gọn lắm. Với lại cái phục đi cái đầu Nova anh em. Khi mà đi cái đầu Nova là cái đầu mình đi ngồi trên xe cái đầu nó thấp lắm. Thấp chẩm mà. Em lên ngồi quay cho anh em xem. Nó thấp lắm. Đó giữ hình nền để thằng Mập nó ngồi lên anh em thấy không? Ngồi cái dáng xe đã lắm, cái dáng xe nó gọn lắm. Đó. Đây này xuống chấm nè, quay cho anh em xem cái dáng xe đấy nắp chấm mà. Đó, ghi đông Nova ha. Con xe này giá dễ thương lắm anh em ơi, xe này giá dễ chơi lắm. Chỉ có 20.500.000 thôi ha, chỉ có 20.500.000 thôi. Đây, quay vô sườn quay cho anh em xem ha. Quay đây. Đó, nước sơn còn khá lắm. Đây. Đó, máy 100 đã được vô lốc rồi nha anh em, đã được vô lốc rồi nha. Máy này nói chung là nhẹ nhàng thì như những anh em biết nha, như những anh em biết thì những cái xe con shop lên dáng CL đều lên bu dắt hết. Chỉ con xe này là đi cái dáng nó cứng. Thứ nhất, thứ hai là cái bu nó nghe hay quá nên shop không có vô bu dắt nha, shop đi bu nằm. Thì để shop test lên cho anh em nghe luôn. Đó, gấp đặt te hụt sao ha, đầy đủ hết. Sắp vô đầy đủ hết cho anh em ha. Một con xe chỉ có 20.500.000, anh em về là chỉ có đủ xăng vô mà chơi thôi. Sắp full đầy đủ hết rồi ha. Quay vô số khung số máy luôn.
cho anh em xem ha. Lúc nào mình bán xe cũng vậy ha, lúc nào mình bán cũng vậy, quay rõ ràng, quay chi tiết cho anh em xem, từ số khung, số máy, cà vẹt ha, quay rõ ràng chi tiết hết, quay biển số đằng sau luôn. Biển số của em nó là 47 nha anh em, biển số 47 đó. Xe tình trạng có làm sao thì sắp quay rõ ràng thì cho anh em ở xa. Và những chiếc xe, những chiếc xe của shop nha, những chiếc xe của shop thì anh em biết rồi ha, đều là có cọc là có ship xa cho anh em, nên anh em cứ việc yên tâm, có cọc là có ship xa nha. Và trong cặp vẹt xe này là đúng màu xanh luôn nha anh em, trong cặp vẹt xe này là đúng là màu xanh luôn nha. Đã, quay cho anh em xem ha, đúng màu xanh luôn nha. Đó, anh em khỏi phải sợ cái màu đi đổi màu hay là gì, đó đúng cặp vẹt màu xanh luôn anh em ha. Đó, bên mua thuộc Đắk Lắk. Và con xe của em nó là 20.500.000 anh em ha, 20.500.000 để test luôn cho anh em xem. Những chiếc xe bên shop ha, lúc nào cũng cố gắng quay rõ ràng và chi tiết cho anh em, rõ ràng và thật chi tiết luôn ha. Đèn càng xinh, lúc nào cũng quay rõ ràng đầy đủ cho anh em ha, đầy đủ cho anh em hết đó. Đèn led tích hợp đèn trước đèn led anh em ha, đèn led ha, xi nhan trái phải tính đo đó. Một con xe dáng cực kỳ dễ thương luôn, dáng cực kỳ dễ thương, cực kỳ dễ chơi luôn. Và giá của nó còn dễ thương hơn cái dáng xe nữa. Giá chỉ có 20.500.000 thôi anh em, chỉ có 20.500.000 thôi. Và những chiếc xe bên shop đều ship xa được cho anh em, anh em cứ việc yên tâm nha. Có cọc là có ship xa hết, nên anh em cứ việc yên tâm. Shop bán xe như bán phụ tùng vậy, phụ tùng ship toàn quốc, xe cũng ship toàn quốc luôn ha. Có cọc là có ship xa cho anh em. Có nhiều ông chú hỏi shop là ship làm sao, thì video này sắp xin nhắc cho anh em luôn nha, sắp xin nhắc cho anh em nha. Những anh em nào mà cọc xe của shop là mỗi chiếc xe dù là mười mấy triệu, hai mấy triệu, ba mấy triệu, năm mươi mấy triệu đều cọc 5 triệu hết ha. Và xe tới khu vực của anh em, sắp sẽ gửi xe cho anh em ra nhà xe, anh em gửi tới khu vực của anh em ra nhận xe ha, anh em nhận xe anh em thanh toán ở nhà xe luôn đó. Đó là phương cách mà thanh toán bên shop, lúc nào cũng rõ ràng hết, từ anh em nhìn ha, từ phụ tùng tới xe đều có ship toàn quốc hết cho anh em, nên anh em cứ việc yên tâm đó. Lúc nào thì mình cũng sẽ cố gắng quay rất là rõ ràng và chi tiết cho anh em nha, từ sườn máy, tình trạng máy làm sao thì shop báo như vậy ha, sườn dàn chân, cái nào mới thì mình báo mới, cái nào cũ mình báo cũ, rõ ràng cho anh em ha, rất là rõ ràng. Từ số khung, số máy, xe nào vô lốc rồi, vô sườn rồi thì báo ha, xe nào mà chưa vô thì báo chưa vô, xe nào mà vô rồi thì báo vô rồi. Đây, để sắp test máy luôn cho anh em nghe nha, sắp test máy luôn cho anh em nghe. Bô nghe đã lắm anh em ơi, bô nghe đã lắm, máy thì thầm luôn nha, máy thì thầm luôn. Để dặn anh ti lớn lên xíu, anh ti nó hơi nhỏ, máy thì thầm luôn. Bô nghe đã lắm anh em. Đều gắn mua bắt hết, chỉ riêng cái dáng xe này là mình đi vô nằm, thứ nhất là cái dáng xe nó nhỏ, nó gọn, nó ngầu, thứ hai là cái bô xe này rất là nghe, rất là hay luôn. Giá cực kỳ dễ thương luôn, chỉ có 20.500.000 thôi. Xe về là anh em chỉ đổ để đổ xăng cho mà chơi thôi, hoặc là không thích cái món nào thì cứ việc mua ha, mua món đó bọn đồ chơi bỏ vô thì bên shop là đồ chơi đầy đủ, không có thiếu gì hết. Quay sát rồi tí xíu, quay sát cái cục máy. Để bây giờ sắp bịch cái bô lại cho anh em nghe tiếng máy nha. Đó, bây giờ sắp đang bịch cái bô cho anh em nghe tiếng máy. Máy thì thầm ha, cực kỳ thì thầm luôn. Quay sát cho nữa cho anh em nghe rõ hơn nữa. Khi mà xe đã được vô lốc rồi là không nghe được một tiếng rạo, một tiếng vọng luôn nha anh em. Không có một tiếng rạo, không có một tiếng vọng luôn nha. Đó, anh em nghe chưa? Đây là mình đang bịch cái bô lại. Mình đang bịch cái bô nha, mình đang bịch cái bô là anh em thấy tay mình ha. Rồi giờ mình buông ra, đó, ra đằng sau cho anh em nghe máy. Một con xe giá cực kỳ dễ thương luôn, chỉ có 20.500.000 thôi ha. Quá ơi,
điểm thôi, đem một đặc điểm thôi là shop đang làm cái sợi dây dầu, tại dây dầu nó dư quá, shop đang đặt cái sợi dây dầu ha, cái dây dầu nó dài quá, cái chủ xe này làm cái dây dầu này không có thẩm mỹ đó, mình đang tìm một cái sợi dây dầu nó vừa tới thôi, nó vừa phải thôi ha, mình đang tìm sợi dây dầu này, cái dây dầu nó không được thẩm mỹ đó, chủ xe làm cái dây này không được thẩm mỹ anh em, để mình sẽ làm cái mình sẽ tìm một cái dây nó phù hợp hơn. Cái dáng xe này cực kỳ nhẹ nhàng luôn, cực kỳ chắc chắn luôn, nó gọn nữa và giá nó cực kỳ dễ chơi nữa anh em, giá nó dễ chơi nữa, chỉ có 20.500.000 thôi. Cái màu cực kỳ dễ chung luôn, cái màu cực kỳ dễ chung luôn anh em ha. Đó, quay rõ ràng vô, quay chi tiết vô cho anh em ở xa xem ha, canh ti thì đồng. Đó, 20.500.000 anh em ha, 20.500.000, quá đẹp. Từ sườn nước sơn cũng còn khá lắm anh em, nước sơn nó cũ nhưng mà cũng còn khá lắm, nói chung là còn khá. Anh em về có thể là chỉ đổ xăng vô mà chơi thôi, tại vì những cái buôn đồ chơi đầy đủ, sắp vô đầy đủ hết rồi nên anh em không có tốn tiền gì hết anh em ha. Đó, rồi tập máy đó, thì những anh em xem cần shop, nói chung là những anh em xem thì đó, mình cố gắng quay thật là rõ ràng và chi tiết cho anh em ha, thật là rõ ràng và chi tiết. Thì những anh em nào xem ha, những anh em nào xem nếu mà cảm thấy cần vô thêm những món gì nữa, anh em cứ việc liên hệ với shop ha, qua số điện thoại 0909 00 0708 anh em ha. Còn những anh em nào muốn xem trực tiếp cứ việc qua địa chỉ của shop là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Thì bên shop là chuyên về phụ tùng 67, chuyên về mua bán xe, chuyên về dọn các dòng xe cho 67 68, CL, CD cho anh em, nên anh em cứ việc yên tâm nha. Đó, quay sơ một vòng nữa thì sẽ quay một cái yên đế sắc niệm liên á cho một ông chú hồi sáng ông điện. Đó, quay sơ một vòng ở đây rồi quay cho ông chú hồi sáng ông điện ha. Để quay họ có yên không, họ shop có yên không, trời ơi bên shop là đầy đủ anh em. Có nhiều ông chú người ta không biết xài Zalo, người ta cứ điện thoại hỏi, anh em cứ việc yên tâm, cái điện thoại là hỏi shop là shop quay cho anh em liền ha, shop quay cho anh em liền, để shop quay cái yên đế sắc niệm liên á cho anh em xem. Đây, đây là yên CL, yên 68, yên CL đầy đủ hết nè, 68 CL đầy đủ hết. Cái này quay cho ông chú xem, thì những anh em nào mà xem những cái video, những cái clip của shop ha, cần shop review những cái gì cứ việc bình luận ở dưới, thì shop sẽ review cho anh em ha. Thì nếu mà hôm mai shop quay xe thì ngày mai hoặc ngày mốt, thì nói chung bây giờ nào mình rảnh mình sẽ quay video cho anh em xem. Đây, video từ những món phụ tùng hàng mới, hàng gia công ha, sẽ cố gắng về những cái món đồ cúp, shop đang về những món đồ cúp nữa cho anh em. Anh em cứ việc yên tâm ha, sẽ gắn về những đầy đủ cho anh em. Đây là cái yên 67 nha, đế sắc niệm liên á, anh em lưu ý nha, đế sắc niệm liên á. Đây, đằng sau có tem chống hàng giả của liên á nha. Đó, có tem chống hàng giả của liên á. Và một cái yên như vậy là giá của em nó là 620.000. Shop có ship code toàn quốc cho anh em, anh em nhận hàng, anh em kiểm tra hàng rồi anh em thanh toán ha, phí ship là bên mua chịu. Đó, đây là yên 67, là thứ nhất là ông anh hồi sáng, ông chú hồi sáng điện thoại. Còn cái thứ hai đó là cái bô CD, bô CD được một ông chú dặn shop. Đây, khi nào, tại với bữa trước là có ông chú đi, mấy ông chú dặn là khi nào mà có bô CD đẹp về thì liên hệ với liên hệ, nhưng mà thực sự là tại vì những cái món đồ zin nó ít lắm anh em, nên mình không có lưu số lại. Thì những anh em nào mà dặn shop á, cái bô CD zin nè thì sắp có rồi nha, anh em nào dặn shop thì vui lòng liên hệ với shop qua số điện thoại 0909 00 0708 anh em ha, hoặc là cái việc tới trực tiếp shop xem hàng ha. Địa chỉ của shop là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Rồi, đi về chủ đề chính của mình, một con CL50 giá cực kỳ dễ thương luôn, biển số 47, máy 100 và giá em nó chỉ có 20.500.000 thôi. Có cọc là có ship toàn quốc nha, có cọc là có ship toàn quốc, nên anh em khỏi phải lo những ông chú, những ông anh ở xa cứ việc yên tâm. Đã có shop phụ tùng 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn hỗ trợ cho anh em hết mình. Rồi, cảm ơn những anh em đã xem video nha, và nhớ bấm like và đăng ký giúp shop nha, để luôn cập nhật được cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em ha. Bye bye, và chúc anh em một buổi chiều ấm áp. Bye bye.
Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh dùm cho shop ha, để được cập nhật cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng. Thank you anh em, bye bye anh em.